Đúng 20 giờ ngày 8 tháng 6, Sơn Tùng MTP đã chính thức trình làng MV trở lại mang tên Đừng làm trái tim anh đau. MV sau khi ra mắt đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả và nhanh chóng giúp Sơn Tùng tự phá kỷ lục của chính mình khi đạt thăng một trending music YouTube nhanh nhất tính đến hiện tại. Đặc biệt, nữ ca sĩ Bảo Anh còn hé lộ mối quan hệ đặc biệt với Sơn Tùng MTP qua story chia sẻ MV Đừng làm trái tim anh đau. Theo đó, Bảo Anh tiết lộ cuộc trò chuyện với Sơn Tùng MTP khi được hỏi đã xem MV Đừng làm trái tim anh đau được bao nhiêu lần. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn hài hước cho biết đã bị Sơn Tùng bắt cày view cho MV. Dù chỉ một story ngắn nhưng không ít người hâm mộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa Sơn Tùng MTP và Bảo Anh. Trước đó vào năm 2021, Bảo Anh cũng không ngại ngần thừa nhận cô dành rất nhiều sự mến mộ cho một nghệ sĩ như Sơn Tùng MTP. Không chỉ Bảo Anh, sau khi MV Đừng làm trái tim anh đau ra mắt, nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt cũng có động thái ủng hộ sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP. Trong đó phải kể đến Ngô Kiến Huy, Hương Giang, Đức Phúc không nằm ngoài cơn bão mang tên Đừng làm trái tim anh đau. Hay như nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Ali Hoàng Dương cũng phải thừa nhận tan chảy và nghe đi nghe lại ca khúc này.